17.1. Chúng ta có hai điểm trở R1 và R2 và yêu cầu chứng minh rằng là khi mắt nối tiếp thì nó nhiệt lượng tỏa ra là Q1 trên Q2 bằng R1 trên R2, tức là tỷ lệ thuận đấy. Và khi mắt song song thì nhiệt lượng tỏa ra theo cái tỷ lệ là Q1 trên Q2 bằng R2 trên R1. Rồi thế thì ta sẽ xét trường hợp là R1 và mắt nối tiếp với R2. Đấy. Thì khi mắt nối tiếp thì các em sẽ có là Y1 sẽ bằng Y2 trong cái mạch nối tiếp. Cho nên ta sẽ có Q1 trên Q2. Ta sử dụng công thức của định luật Tunnelson, Y bình R1 nhân với T chia cho Y2 bình nhân R2 nhân với T. Thì trong cùng khoảng thời gian chúng ta rút gọn T, Y với Y bằng nhau rút gọn luôn. Như vậy cái này là R bằng R1 trên R2. Như vậy ta có điều phải chứng minh. Được chưa? Đấy. Rồi, trường hợp R1 song song với R2 thì ta sẽ có là U1 sẽ bằng U2, mắt song song thì U bằng nhau. Đấy. Như vậy chúng ta cũng dùng định luật Tunnelson. Nhưng mà các em lưu ý là khi mà chúng ta có thể viết cái Q ở dưới dạng là bằng U bình chia R nhân T. Đấy. Như vậy ta sẽ có là U1 bình nhân với T và chia cho R1. Đó, chia cho Q2 thì sẽ là U2 bình với T và chia cho R2, R2 thì đưa lên trên này. Đó, chia cho R2 dưới này thì thành là đưa nó lên trên. Đó, như vậy chúng ta có rút gọn T và U thì chúng ta sẽ có là R2 trên R1. Như vậy ta có điều phải chứng minh. Đấy, là bài 17.1. Ta sang bài 17.2. Một cái mạch gồm hai dây dẫn mắt nối tiếp, một dây bằng nickelin dài 1 mét, tiết diện là 1 mm², dây kia thì bằng sắt dài 2 mét và tiết diện 0.5 mm². Cho dòng điện chạy qua đoạn mạch này trong cùng một khoảng thời gian thì dây nào sẽ tỏa ra nhiều nhiệt lượng hơn? Hai dây mắt nối tiếp nha các em. Tiết điện đỡ suất của nickelin là bằng 0.4 × 10⁶ và của sắt là 12 × 10⁸. Đấy. Như vậy thì mắt nối tiếp thì chúng ta sẽ dùng cái tỷ lệ ở câu 17.1 nối tiếp này thì sẽ tỷ lệ thuận với R. Đó, mà R thì các em nhớ ở cái bài trước chúng ta đã học R bằng rho nhân L chia S. Đấy. Như vậy chúng ta có cái tỷ lệ, chúng ta từ cái tỷ lệ của R chúng ta thay rho LS vào thì mình sẽ tính được cái tỷ lệ giữa hai cái Q như thế nào. Đó, như vậy ta có này. Khi mà R1 mắc nối tiếp với R2, hai sợi dây này mắc nối tiếp thì ta dùng cái kết quả ở câu 17.1, tức là ta sẽ có Q1 trên Q2 thì sẽ bằng là R1 trên R2. Đó, mà R là tỷ lệ thuận với rho và L, cho nên sẽ là bằng rho 1 L1 chia rho 2 L2. Tỷ lệ nghịch với S thì nó sẽ bằng S2 trên S1. Đó, được chưa? Rồi bây giờ ta chỉ việc thay hết số vào thôi các em. Thay hết vào rho 1, rho 2 ở đây thì chúng ta ký hiệu cái một là nickelin nhé các em. Nickelin như vậy nó sẽ là 0.4 này nhân 10⁶. L1 là 1 mét, cái S2 là bằng sắt 0.5 mm², các em có thể để đơn vị là mm² rồi chúng ta sẽ rút gọn. Đấy, cái rho 2 là bằng 12 nhân 10⁸ - 8, L2 là bằng 2 mét và tiết diện của dây nickelin là 1 mm². Đấy. Rồi chúng ta bấm máy tính ra xem là bao nhiêu. Kết quả là bằng 5.6 không nào? 5.6. Đấy, có nghĩa là quy gì nữa không em?
Rồi. Chúng ta chuyển sang bài số 3 các em. Bài số 3. Chúng ta có dây dẫn có điện trở là 176 ohm. Mắc vào thì điện thế là 220V. Nhiệt lượng tỏa ra, hãy tính nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút theo đơn vị joule và calo. Rồi, bài 17.3. Thì chúng ta dùng cái công thức tính nhiệt lượng tỏa ra. Đấy. Thì ở đây chúng ta có U, R và T thì chúng ta có thể dùng thức này các em. Đó, U bình phương chia R nhân với T. Các em thay vào. U bình phương là bằng 220 bình phương chia cho R là 176 nhân với thời gian t là 30 phút và đổi ra giây là nhân với 60. Đấy. Thì kết quả sẽ bằng là 495.000. 495.000 joule. Thì chúng ta có 1 joule á thì nó bằng là 0,24 calo. Cho nên ta suy ra 495.000 joule ta nhân 0,24 thì nó sẽ ra là bằng 0,24 thì nó sẽ bằng là 118.800. Suy ra 495.000 dương sẽ bằng 118.800. Dạ. Rồi, đó là bài số 3. Thì chúng ta sang bài số 4. Một cái bếp điện được sử dụng với điện thế là 220V. Thì dòng điện chạy qua bếp lúc đó là 3A. Dùng bếp này đun sôi được là 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 20 độ C. Trong thời gian là 20 phút, hãy tính hiệu suất của bếp và nhiệt chung cho nhiệt chung riêng của nước là 4200 joule trên kg nhiệt độ cao. Thì cái bài này giống như tiết trước đó, chúng ta đã từng làm cái dạng bài này rồi, mình sẽ tính cái nhiệt lượng first, đó là cái nhiệt lượng mà nước thu vào và cái nhiệt lượng mà còn phần chính là nhiệt lượng của cái dòng điện nó chạy qua nó tỏa ra theo định luật Joule Lenz. Sau đó mình sẽ tính hiệu suất bằng cách là lấy nhiệt lượng first chia nhiệt lượng còn phần và nhân 100%. Đầu tiên chúng ta sẽ tính là cái nhiệt lượng mà nước thu vào. Nhiệt lượng nước thu vào. Chúng ta tính theo công thức là Q bằng MC. Đây ta thấy Q này gọi là Q1. Đấy. Các em thấy số vào. Chúng ta có 2 lít nước thì khối lượng là 2 kg, thì chung riêng là 4200 và cái độ tăng nhiệt độ từ 20 mà lên 100 độ C đấy các em là 80 nha, 80. Đấy. Rồi chúng ta bấm máy tính. 2 nhân 4200 nhân với 80 thì sẽ bằng là 672.000. Được. Đó. Rồi, bây giờ là tính cái nhiệt lượng mà khi mà dòng điện chạy qua nó tỏ ra. Theo định luật Joule Lenz thì chúng ta có Q2 sẽ bằng là Y bình, ở đây người ta cho là U và Y thì mình dùng là UIT các em. UIT như vậy là 220 nhân với 3 và nhân với 20 phút là nhân với 60 nữa. Đây như vậy chúng ta có 220 nhân 3 nhân 20 nhân 60 thì sẽ bằng là 792.000. Từ đây chúng ta suy ra hiệu suất của cái bếp này thì ta lấy cái Q1 chia Q2 và nhân với 100%. Đấy, mấy số vào 672 thì rút gọn 1.000 luôn đi, chia cho 792. Đó. Thì chúng ta sẽ được là bằng 84,85%. 84,85%. Đó. Là bài số
14 17.4. Bây giờ ta sẽ đến với bài số 17.5. Bài 7.5 chúng ta có thời gian đun sôi 1,5 lít nước của một cái ấm là 10 phút. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây là 220V. Hai cái đầu dây nung ở trong cái ống đấy ra, tính điện trở của dây nung. Biết rằng nếu kể cả nhiệt lượng hao phí thì khi đun sôi 1 lít nước thì chúng ta cần nhiệt lượng là 420.000 J, tức là đó là tổng cái nhiệt lượng đó ra. Tổng nhiệt lượng. Đấy. Rồi, cái nhiệt lượng đó chính là cái nhiệt lượng toàn phần. Đúng không nào? Đấy. Khi đun sôi 1 lít nước mà bây giờ chúng ta có 1,5 lít nước thì các em nhân lên thôi. Đấy. Các em nhân lên. Đó. Như vậy chúng ta có 17.5. Chúng ta có cái nhiệt lượng mà toàn phần. Nhiệt lượng toàn phần ở đây cũng chính là nhiệt lượng mà cái dây nung của cái ấm này nó tỏa ra, đúng không? Vì chúng ta đã tính luôn cái nhiệt lượng hao phí vào rồi. Đấy, nhiệt lượng toàn phần này là chúng ta tính cho 1,5 lít nước nha. Và đề bài cho là khi đun sôi 1 lít thì cái nhiệt lượng toàn phần là mất là 420.000 J. Như vậy thì ta suy ra khi đun sôi 1,5 lít trước thì chúng ta có là bằng 1,5 nhân với 420.000 J. Đấy. Thì chúng ta sẽ có là bằng 630.000 J. Đó, mà cái nhiệt lượng còn phần đó chính là cái nhiệt lượng mà tỏ ra trên cái dây nung tính theo định luật Joule lên sau. Đúng chưa? Đấy, thì ta không tính R thì ta sẽ dùng cái công thức này để tính R. Đó, mà Q thì lại bằng U bình phương chia R nhân T. Vậy từ đây ta suy ra R sẽ bằng U bình phương nhân T và chia cho Q. Đấy, các em thấy số vào 220 bình phương. Thời gian đun ở đây là bằng 10 phút. 10 phút tức là 600 giây các em. 600 giây. Và chia cho 600 bằng 1 giây. Rồi, ta bấm máy tính. 220 bình phương nhân 600 và chia cho 630.000 thì chúng ta sẽ được kết quả là 46,095, hay là còn đây là 46,1 nha. Đấy. Rồi. Chúng ta tiếp tục với bài số 6 nha. Bài 6 đó là khi mắc một cái bàn làm hiệu điện thế 110V, mắc vào cái hiệu điện thế 110V thì dòng điện chạy qua nó là 0,5, là bằng 5A. Bàn làm này được sử dụng trung bình 15 phút mỗi ngày. Câu A tính công suất tiêu thụ theo đơn vị watt, câu B tính điện năng này bàn làm tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị kWh, câu C tính nhiệt lượng bàn làm tỏa ra trong 30 ngày theo đơn vị kJ. Cho rằng điện năng mà bàn làm này tiêu thụ được biến đổi hoàn toàn thành điện năng. Đó. Rồi, thế thì chúng ta có U và Y thì mình sẽ tính được cái công suất của tiêu thụ của bàn làm này kìa. 17.6 chúng ta có công suất thì bằng hiệu điện thế nhân với cường độ dòng điện. Đấy, như vậy chúng ta có 110 nhân với lại là 5. B là tính điện năng tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị kilowatt giờ. Thì các em đổi cái B này ra là bằng 0,25 kilowatt. Đấy. Và từ đây chúng ta sẽ tính được cái điện năng là P nhân T. Đấy. Trong 30 ngày thì chúng ta có là 0,55 này. 30 ngày thì các em lấy 30. Nhưng mà một ngày chỉ dùng có là 15 phút thôi. 15 phút là 1/4 giờ. Đúng không nào? Đấy, tức là 0,25 đấy. Rồi chúng ta bấm máy tính.
ta sẽ có là 0,55 nhân với 30 và chia cho 4 thì sẽ bằng là 4,125 kWh. Và tính theo đơn vị kWh này. Dạ. Yeah. Đó. Rồi. Bây giờ câu C là người ta còn tính nhiệt lượng tỏa ra trong 30 ngày luôn. À, 30 ngày. Thì cái nhiệt lượng tỏa ra mà toàn bộ điện năng nó chuyển thành cái nhiệt lượng tỏa ra thì cái Q chính là bằng cái A luôn. Đúng không? À, như vậy chúng ta có Q bằng A bằng 4,125 kWh. Người ta yêu cầu mình tính ra joule. Thì các em lưu ý là 1 kWh thì đổi ra joule là nhân với 3.600.000, còn đây là ra kilojoule thì chúng ta sẽ nhân với lại là 3.600 nhân với 3.600 thì các em lấy 4,125 nhân với 3.600 thì nó sẽ ra luôn đơn vị là kilojoule thì chúng ta sẽ có là 14.850 kilojoule. Đấy, tức là ta chỉ việc đổi cái giờ này ra là 3.600 nhân bằng 1 kWh thì nó sẽ ra là kilojoule, hiểu không? Tức là cái kilo này chúng ta giữ nguyên kilo. Đó, còn cái này đổi ra dây thì watt nhân dây chính là joule. Dạ. Đấy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 17.7. Một bình nóng lạnh có ghi 220V. Công suất là 1100W. Được sử dụng với điểm đến là 220V, tức là sử dụng đúng định mức đã kìa. Câu A thì tính cường độ dòng điện chạy qua bình. Câu B tính thời gian để đun sôi 10 lít nước từ nhiệt độ 20 độ C cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J trên kg nhân độ K và nhiệt lượng. Vì hao phí là rất nhỏ. Rất nhỏ có nghĩa là chúng ta bỏ qua hao phí luôn các em. Bỏ qua hao phí nha. Đấy. Câu C là tính tiền điện phải trả trong 30 ngày cho trung bình mỗi ngày dùng 1 giờ và giá tiền điện là 1.000 đồng trên 1 kWh. Đó. Rồi. Như vậy đầu tiên ở câu A thì chúng ta chỉ việc lấy là chúng ta có P và U rồi. Thì mình chỉ việc lấy đi là bằng P chia U. Đấy, chúng ta có 1100 chia cho 220. Đấy. Thì sẽ bằng là 5. Mà bằng đây cũng chính là cái cường độ dòng điện định mức luôn đấy các em. Câu B. Tính thời gian để đun sôi 10 lít nước thì nếu mà bỏ qua hao phí là rất bé thì cái nhiệt lượng mà tính cái ấm nước nó tỏa ra nó đun nó tỏa ra cái dây nung nó sẽ chuyển toàn bộ để cho nước nó thu vào luôn. Như vậy là quy tỏa là bằng quy thu luôn. Đấy, cho nên là mình sẽ dựa vào đó để mình tính cái thời gian. À, chúng ta có quy 1 bằng quy 2. Đấy. Quy 1 ở đây là cái nhiệt lượng mà cái ấm nước, cái dây nung của ấm nước nó tỏa ra tính theo định luật Joule-Lenz. Đấy, thì chúng ta có là UIT hoặc là các em dùng luôn là P nhân T cũng được. À, P nhân T. Còn bên này là MC delta T. Đây là nước thu vào, đây là cái dòng điện nó chạy qua cái dây nung nó tỏa ra theo luật Joule-Lenz. Dạ. Từ đây thì mình suy ra cái thời gian T sẽ là bằng MC delta T chia cho Q. Rồi chúng ta thấy số bằng. Thì ở đây chúng ta có cái khối lượng nước là 10 lít thì chúng ta sẽ có là 10 kg. Thì trung bình là 4200. Nhiệt độ ban đầu là 20 thì khi sôi là 100, như vậy delta T sẽ là 80. Và các em chia cho công suất là 1100. Đấy, là bằng mấy tấn nặng. 10 nhân với 4200 nhân 80 và chia cho 1100 thì sẽ bằng là 3054,55 ạ.
chúng ta đang tính theo giây, đúng chưa nào? Ừ. Tính theo đơn vị là giây đây các. Rồi chúng ta có thể đổi ra phút bằng cách chúng ta chia cho 60 thì nó ra khoảng là 50,91. 50,91 phút. Có thể làm tròn lên là 51 phút cũng được nhé. Đấy. Rồi tiếp theo là câu C. Tính tiền điện. Tính tiền điện thì chúng ta sẽ tính cái công suất, ta tính cái điện năng tiêu thụ trong 30 ngày và ta nhân với số tiền. Như vậy chúng ta có cái điện năng thì sẽ bằng là Q nhân T. Vậy chúng ta có 1.100W thì em đổi ra luôn là bằng 1,1 kW điện năng. Đấy, và mỗi giờ, mỗi ngày thì sử dụng là 1 giờ. Như vậy trong 30 ngày thì sẽ là 30 giờ. Đó. Như vậy thì nó sẽ bằng là 33 kWh. Đúng chưa? Đấy, mà mỗi kWh là 1.000 đồng. Như vậy suy ra số tiền sẽ là 33.000 đồng. Đó. Trong 1 tháng nha các em là 33.000 đồng. Đấy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 17.8. Trong mùa đông thì một cái lò sưởi có ghi là 220V và công suất là 880W, sử dụng có hiệu thế là 220V trong 4 giờ mỗi ngày. Hãy tính điện trở của lò nung, của lò sưởi, dây nung lò sưởi và cái cường độ dòng điện chạy qua nó. Đấy. Thì đối với câu A, chúng ta chỉ việc dùng công thức là Q, R bằng U bình chia Q. Đấy, các em thay vào thì U ở đây là bằng 220, còn cái Q là 880. Đấy. Chúng ta bấm máy tính. 220 bình phương chia cho 880 thì sẽ bằng là 55. Đấy, 55. Rồi, cường độ dòng điện thì Y sẽ bằng Q chia U, tức là 880 mà chia cho 220 thì sẽ bằng 4 ampere. Đấy, đó là câu A. Được chưa? Câu A thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc thay cái số vào thôi. Câu B, tính nhiệt lượng tỏa ra trong mỗi ngày. Mỗi ngày là 4 giờ nha các. 4 giờ như vậy chúng ta sẽ tính là Q sẽ bằng là Q nhân T. Như vậy ở đây nếu các em tính theo đơn vị kWh thì chúng ta sẽ đổi ra 0,88 nhân với 4. Đấy. 0,88 nhân với 4 thì sẽ bằng là 3,52 kWh. Các bạn có thể đổi ra zoom bằng cách là nhân với 3.600.000 thì nó sẽ bằng là 12.672.000. 672.000 thì phải đổi ra kilojoule luôn, 12.672 kilojoule. Dạ. Rồi câu C là tính tiền điện và trong 30 ngày. Thế thì chúng ta đã có cái kilowatt giờ trên này rồi, chúng ta tính luôn ra. Thế thì trong 30 ngày cái điện năng tiêu thụ sẽ là bằng đây là một ngày là 3,52 nhé. Thì ta lấy 3,52 ta nhân với 30. Đấy. Thì suy ra trong 1 tháng sẽ là 105,6 kilowatt giờ. Mà mỗi kilowatt giờ thì có giá là 1.000, như vậy ta suy ra số tiền là 105.600. Đấy.
Bài 17.9 thì chúng ta có một ấm điện là 220V và 1200W, sử dụng đúng ở hiện thế là 220V để đun sôi 2,5 lít nước. Tùy độ ban đầu là 20 độ C, bỏ qua nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và nhiệt lượng ra vào môi trường, tức là hiệu suất sẽ là 100% đấy nghe. Tính thời gian đun nước. Đấy thì cũng làm tương tự như bài lúc nãy thôi. Thì chúng ta sẽ có Q1 bằng Q2, tức là T nhân T bằng MC nhân delta T, và từ đây chúng ta sẽ tính ra được cái thời gian đun đó là bằng MC delta T chia cho T theo tay số. Và chúng ta có 2,5 lít nước tương ứng với 2,5 kg, nhiệt dung riêng là 4200 và cái độ tăng nhiệt độ là 80 độ C, chia cho công suất của cái ấm này là 1200W. Đấy, rồi chúng ta bấm máy tính 2,5 nhân với 4200 nhân với lại là 80 chia cho 1200 thì sẽ là 700. 700 nhân đấy khoảng là 11,66 hả? Bài số 10 chúng ta có một cái dây điện trở của bếp điện làm bằng nitro và có điện tiêu xuất là 1,1 × 10⁻⁶ ohm nhân mét, chiều dài là 4,5m và tiếp diện là 0,05m², hệ tính điện trở của dây. Cái này chúng ta dùng công thức R bằng rho L chia S thôi. Câu B, bếp được sử dụng ở hiện thế là 220V, hệ tính công suất bếp điện từ đó suy ra nhiệt lượng đột thải của bếp trong 30 phút. Đấy. Rồi, bài đầu tiên chúng ta sẽ đi tính điện trở theo công thức là R bằng rho nhân L chia S. Các em thay vào 1,1 × 10⁻⁶, chiều dài là bằng 4,5m và tiếp diện là 0,05mm², thì các em lưu ý mm², các em phải đổi ra mét vuông bằng cách nhân 11 trừ 6. Đấy, 11 trừ 6, cái 11 trừ 6 này rút gọn là chúng ta chỉ việc bấm cái số còn lại thôi, đó là 1,1 nhân với 4,5 và chia cho 0,05 thì sẽ bằng 99 thôi. Đó, rồi thế thì có R rồi thì công B người ta yêu cầu là tính cái công suất của bếp và ta cho U là 220V. Vậy ta có công suất là bằng U bình chia R, tức là bằng 220 bình phương chia cho 99. Đấy, 220 bình phương chia 99 thì sẽ bằng là 4409. Yeah. Đấy, tức là bằng 488,89. Rất nhiều số 8. Đó, trọn lên. Rồi, và người ta yêu cầu là tính cái nhiệt lượng bỏ ra trong 30 phút thì chúng ta có thể tính theo công thức Q bằng P nhân T. Đấy, chúng ta lấy số này để chúng ta nhân thêm cho số này thì để cho nó tròn số thì để cái phân số nhé, 4400 chia 9 nhân với 30 phút, 30 phút mỗi phút là 60 giây. Đấy, nhân với 30 nhân với 60 thì nó sẽ ra là 880.000 joule. Đấy, nhiệt lượng gọi ra trong 30 phút. Đó.
Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với bài 17.11. Người ta dùng một cái bếp để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ là 20 độ C. Để đun sôi lượng nước trong đó trong thời gian là 20 phút thì phải dùng cái bếp công suất là bao nhiêu? Cho nhiệt dung riêng của nước là 4.18 × 10³ J/kg nhân K. Cái hiệu suất của bếp là 80%. Đấy. Rồi. Thế thì bài này là người ta tính cả cái hao phí nhiệt tỏa ra môi trường, cho nên cái hiệu suất nó chỉ đạt là 80% thôi các em. Đó, tính là công suất. Thế thì cũng giống như những cái bài này, nhưng mà bài này thì các em thấy cái quy này với quy này là bằng nhau, tức là cái bếp cung cấp bao nhiêu thì nước nó nhận bấy nhiêu. Nhưng bây giờ trường hợp mà hiệu suất dưới 100% thì cái nhiệt lượng mà bếp thu được sẽ bằng cái nhiệt lượng bảo vệ này nhân với hiệu suất, tức là nó chỉ bằng 80% của cái P nhân T thôi. À, như vậy chúng ta có bài 17.11. Thì vì cái hiệu suất là bằng quy có ít thành, quy có ít chia cho quy toàn phần. Đấy, cho nên từ đây ta suy ra cái quy có ít sẽ bằng quy toàn phần nhân với hiệu suất. Quy có ít chính là bằng nhiệt lượng mà nước thu vào, các em. Mc trên 3T. Còn quy toàn phần chính là P nhân T. Như vậy thì đây chúng ta suy ra được cái công suất của bếp sẽ bằng là Mc delta T chia cho T đấy. Rồi chúng ta thay số vào thì cái lượng nước là bằng 2 lít, hay là 2 kg, nhiệt dung riêng là 4.18 nhân 10³ đấy. Thì cái delta T là độ tăng nhiệt độ, thì lúc đầu là 20 độ C mà khi sôi là 100, như vậy nó sẽ là bằng 80. Rồi, thời gian đun là 20 phút, chúng ta có 20 nhân với 60 và hiệu suất là 80%, 0.8. Đấy. Rồi, chúng ta bấm máy tính. Hai nhân với lại 4.18 nhân 10³ nhân với 80, dưới này là chúng ta có 20 nhân 60 và nhân với 0.8. Kết quả sẽ bằng là 2090/3, đúng chưa? 2090/3. Đấy. Tức là gần bằng 696.67. Đó. Rồi. Như vậy là chúng ta đã tính được cái công suất của cái bếp này. Chúng ta tiếp tục sang bài 17.12. Một đoạn mạch gồm hai dây dẫn mắc nối tiếp một dây dẫn bằng nickelin dài 3 mét. Cái này bài này nó giống bài kia đúng không em? Như vậy chuyển sang bài 13 luôn nhé. Bài 17.13. Một bếp điện loại 220V và 1000W được sử dụng với hệ điện thế là 220V. Để đun sôi 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 25 độ C, hiệu suất của quá trình đun là 80%. Cậu A hãy tính thời gian đun sôi nước, biết nhiệt dung riêng của nước là 4.210 nhân độ K. Thì ta làm tương tự như thế này các em, tương tự như này. Mà ở đây mình đã có hiệu suất, có mấy cái này, mình sẽ tính cái thời gian là cái T này, rút cái T này ra, được không? Công thức nó y như vậy. Đó, mình sẽ áp dụng luôn công thức đó. Đấy. Chúng ta có này. Mc delta T thì bằng P nhân T nhân H. Đây là nhiệt lượng có ít, đây là nhiệt lượng phần nhân với lại hiệu suất. Đấy, thì từ đây suy ra cái thời gian đun sẽ bằng là Mc delta T chia cho P nhân H. Rồi các em thay số vào thì chúng ta có là 2 lít nước 2 kg nhân với nhiệt dung riêng 4200, độ tăng nhiệt độ là 25 mà lên 100 thì nó sẽ là 75. Công suất của cái bếp này là 1000W ống này, và nhân với cái hiệu suất là bằng 85%, 0.85. Đấy. Rồi, còn máy nào. 2 x 4 200 x 75 chia cho 1000 nhân với lại 0.85 thì sẽ bằng là 12.600/17, tức là bằng 741.17. Mình làm tròn nên là
741,2 đi. Đấy. Đó. Thì nó khoảng là bằng 12,35 giây à, phút. Đó. 12,35 phút. Rồi, đó là câu A. Câu B người ta hỏi là mỗi ngày thì đun sôi 4 lít nước. 4 lít tức là gấp đôi cái số mà chúng ta tính ở trên này nha. Từ này chúng ta tính 2 lít thôi. Trong 1 tháng thì trả bao nhiêu tiền? Thì biết rằng là 700.000 đồng trên 1 kWh là giá tiền. Như vậy câu B chúng ta sẽ có là gì đây? Chúng ta thấy rằng là cái nhiệt lượng mà cái thời gian đun chúng ta tính ở trên này nè là bằng cho 2 lít nước, đúng chưa? 2 lít nước. Thế thì để đun sôi 4 lít nước thì cái nhiệt lượng của chúng ta sẽ cần gấp đôi cái nhiệt lượng ở câu trên. Đấy. Rồi, thế thì chúng ta sẽ có là cái Q đó hay là cái A đó. A luôn đi kìa, đó, A luôn thì sẽ bằng là V nhân với T. Đây là đun sôi 2 lít nước nha các em. Cái T này là đun sôi 2 lít nước này. Nhưng mà bây giờ chúng ta đun sôi 4 lít nước thì các em phải nhân thêm thêm 2 nữa. Đúng không? Nhân 2 lên gấp đôi lên cái thời gian đun đó. 2 lít thì nó sẽ lâu gấp đôi cái thời gian đun 4 lít thì nó sẽ gấp đôi thời gian đun 2 lít, cho nên chúng ta nhân 2 lên. Thế. Rồi. Ở đây thì để mà cho nó ra kilowatt giờ cho nó gọn đấy thì chúng ta sẽ đổi cái này ra 1000 watt này, chúng ta đổi ra là 1 kilowatt. Thời gian T này các em đổi ra giờ em. Đổi ra giờ luôn. Thì các em lấy cái giá trị đó. Các em chia cho là 3600. Tức là từ giây đổi ra giờ chúng ta chia 3600 thì nó sẽ ra là 7/34. Đó, em lấy số này nè, em chia cho 3600 nhân với 2. Đấy. Đó. Thì nó sẽ bằng là 7/17 kWh. Mà mỗi 1 kWh thì bằng 700 đồng, cho nên các em nhân thêm 700 thì nó sẽ ra là 4.917, tức là 288,235 đi ra số tiền. Và chúng ta đang tính là tính trong một ngày nha các em. Trong một ngày thì chúng ta đang tính 4 lít nước một ngày. Vậy 30 ngày thì chúng ta nhân lên 30 nữa. Đấy. Như vậy thì đây nó suy ra trong một tháng này. Một tháng thì chúng ta sẽ có là 7/17 mà nhân với 30 thì chúng ta sẽ có là 210/17 kWh. Và chúng ta sẽ suy ra số tiền là nhân với 700 nhân với lại là 700 đồng vào nhân với 700 thì nó sẽ ra là 8.647 đồng. 8.647 đồng. Đây làm tròn là 0,05 là làm tròn này luôn. Dạ. Yeah.